đi xuống đây này. Rồi xuống đây, xuống đây. Xuống đây. Ăn biên. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem một cái ngôi nhà sàn của nó đỉnh nhất ở cái đất Kon Tum này các bạn này. Rồi bây giờ chúng xuống xe này. Đó, xuống xe. Đây các bạn ơi, đây là chủ nhân của ngôi nhà này các bạn ơi. Đây là nhà đẹp chưa? Trời ơi, mình chắc ngôi nhà này phải nó đỉnh nhất ở Kon Tum này. Đúng là hiếm có luôn. Nhà này kết cấu cả gỗ này, rồi cả gạch này, tức là có chất liệu của cái Tây Nguyên và có chất liệu của đất đây nữa. Một căn nhà khá tuyệt vời luôn, khá hoàn hảo luôn. Ra ra để em quay cho. Đấy. Thôi ngồi đi. Đây sàn này. Đến với đất Tây Nguyên này, Kon Tum là phải có nhà sàn các bạn mới thích thú được, đúng không? Đấy, cột nhà này. Đấy, không gian thì rất là rộng này, không gian của anh chị rất là rộng này, đó. Rồi, đây là cái tầng dưới nha, từ nữa mình sẽ đưa các bạn lên cái tầng trên thêm để khám phá một ngôi nhà khá là hấp dẫn, khá ý tưởng các bạn. Đấy, còn xung quanh khuôn viên của anh chị nó rất là rộng này các bạn ơi, rộng cực luôn này. Đó. Khá rộng luôn. Đó. Đây còn anh đây là anh Tài các bạn, anh Tài đấy, anh chở anh em đi chơi này. Và bây giờ các bạn hãy theo chân mình lên trên cái các trên nhá. Phải nói là khá đẹp luôn á. Mình ở đất Tây Nguyên mấy chục năm rồi nhưng mà mình chưa thấy một cái nhà sàn nó đẹp như cái nhà sàn này các bạn ơi. Phải nói cực đẹp luôn này. Khá đẹp luôn. Đó, anh rất là trang trí, rất là đồng điệu này, có chất liệu của Tây Nguyên này, và có đá này, có gạch của Tây Nguyên và có gỗ của Tây Nguyên nữa. Đó, rất là đẹp. Khá tuyệt vời luôn. Đây là hai đứa nhỏ đang leo cầu thang này. Một ngôi nhà sàn khá lý tưởng luôn các bạn. Rồi bây giờ các bạn hãy theo chân mình lên đấy nha. Ở đây thì anh kết hợp cả nguyên liệu của đá này, rồi của gạch này, rồi có cả sắt này, có cả gỗ này. Rất đồng điệu. Một ngôi nhà khá lý tưởng các bạn. Rồi. Rồi lên đi con. Lên đây. Lên đây. Quá đẹp. Ở trên là anh đập ngói các bạn ơi. Đập ngói. Ngói những ngói bắc mình nhá. Đây là cũng ngói bắc mình nhá. Đây là ngói nam. Đây là ngói bắc. Khá tuyệt vời đúng các bạn này. Mình kết nhất là cái sàn nhà của anh này, cái sàn nhà rất là đẹp này. Đó, cái sàn nhà đó bây giờ mình đi vòng quanh cái sàn nhà cho các bạn xem nhá. Quay quanh. Đây, đây là cái gọi là cái hành lang này các bạn, cái hành lang của cái ngôi nhà này. Đây hành lang ngôi nhà. Đấy, sau đây cũng là hành lang này. Rồi. Đó, thấy đã chưa? Một ngôi nhà khá lý tưởng luôn. Đây là cái sảnh này, sảnh trước đấy các bạn, cái sảnh trước này. Đấy, cái sảnh là hoàn toàn là bằng gỗ này. Hoàn toàn bằng gỗ nha, rất là đẹp này. À, đây là cháu của chủ ngôi nhà này các bạn ơi. Đó, đây anh chị, đây trên này là cái tầng 2 này. Đấy, toàn gỗ không, đẹp lắm các bạn. Khá tuyệt vời luôn. Các bạn ngoài Bắc mà thấy căn nhà này phải nói chứ là rất là thích đó. Đấy, ngoài Bắc không có căn nhà như thế này đâu. Rồi bây giờ mình vòng qua đây một xíu nữa nha. Mình vòng qua đây một xíu nữa này. Khá tuyệt vời luôn. Đó. À, wow. Rồi đằng sau đây này các bạn ơi, xem một cái vườn bắp này. Vườn bắp bụi tre đúng không? Đây là vườn bắp này. Đấy, vườn bắp. Vườn bắp khá là tốt các bạn ơi. Chắc có lẽ người ta trồng bắp để người ta. Đây là mùa khô các bạn, trong mình là cái tháng 3 là tháng mùa khô đấy, đây là người ta trồng bắp này. Đấy. Nhưng mà mình nghĩ rằng chắc là người ta trồng bắp, người ta tưới á. Rồi bụi tre này. Rồi đằng sau này có đây có một cái sảnh đằng sau này các bạn ơi, khá lý tưởng này, một đấy. Mấy đứa nhỏ mình nó rất thích thú về căn nhà của anh chị này, đẹp cực kỳ luôn này. Đấy, cái sảnh đằng sau này, khá đẹp luôn. Tuyệt vời. Rồi chào đi, chào các bác đi. Tỏ chào đi, tao chào các bác các chú đi. Con chào các bác.
Rồi, ok nha. Bây giờ tiếp tục đi nghe chưa? Đi tham quan tiếp. Đây còn nhà đằng trước là một cái đây nhà anh chị là sát mặt đường này các bạn ạ, sát mặt đường này. Đây này các bạn này. Sát mặt đường luôn của thành phố Tum Tum này các bạn ơi. Sát mặt đường này. Đó, nhìn ngôi nhà khá đẹp luôn, đất cũng rất là rộng. Đất rộng mà làm một cái ngôi nhà sàn này phải nói khá lý tưởng này các bạn. Nói chứ hiếm có đấy. Đúng là lần mình ở Tây Nguyên là mấy chục năm mà hôm nay mình mới nhìn một ngôi nhà đẹp như thế này các bạn ơi. Rồi bây giờ đi xuống dưới đi, xuống dưới. Xuống dưới đi. Đây này có cả đấy, kết hợp cả đá này, cả gỗ này, đấy. Pha pha rất là tuyệt vời luôn. Rồi, đi, đi. Giờ bây giờ giao lưu với anh chị xíu nha. Đây các bạn nha, giao lưu với anh chị xíu nha. Đó. Đây mình quay quay các bạn xem chủ của ngôi nhà này. Đó, anh chị hôm nay có cái món cá chê nướng không anh? Cá chê nướng. Đúng bà để em nhìn em biết mà. Và nó khá tuyệt vời luôn, cá chê nướng này. À. À, tự nhiên tuyệt vời đi tự nhiên đây. Cá chê nướng của anh nướng rất là tuyệt vời đó. Màu sắc rất là tuyệt vời. Chúc mừng anh nha, anh có ngôi sàn nhà sàn đẹp quá. Chúc mừng anh nha. Đây bác Tài. Bác Tài chắc còn cái công việc thôi. Chị đâu anh? Chị đâu? À kia. Mời chị ra luôn. Rồi bây giờ em cùng anh. Anh ơi em cùng anh cái. Rồi chúc sức khỏe anh nha. Nghĩ là chắc họ hàng dưới kia ép chắc vừa say rồi. Không, có giữa cho nữa và hứa là đó vậy. Tuyệt vời đấy các bạn này. Không phải như Phong không, Phong hứa là đâu có tới được. Rồi lấy. Không. Cá chê này mà chắc chắn mình nghĩ là cá chê đồng này. À, đây là cá chê đồng. Mình nhìn là mình biết rồi. Vì mình là dân nấu ăn mà nhìn thấy đây cá chê đồng này. Khá ngon luôn. Là biết anh. À, xa. Bé với con bé rồi. Xà lớn nữa, xà lớn nữa trên kia đin ly vô chứ là ai dân ly vô chứ đin dân ly cho tôi mày là chị nhà này các bạn là chị hôm nay đến nhà anh chị anh chuẩn bị chu đáo quá chắc có sự chuẩn bị trước rồi chắc có sự chuẩn bị trước này quá chu đáo luôn á sáng này gặp rồi này. Đây các bạn ơi, nếu mà các bạn mà ngồi cái nhà sàn ngồi cái bàn ghế của anh đây vẫn là hấp dẫn này, phải nói khá tuyệt vời luôn. Anh bố trí một không gian quá đẹp luôn. Em dùng được cá tre. Chưa từng em có. Em đang ăn đây mà em đang nhai đây mà cái gì em ăn được. Sợ không dùng cái dùng miếng gì nhé. Vợ em thì nó. Thôi các bạn nha, bây giờ mình tạm dừng tới đây nhá. Để ly xuống. Rồi, chua quá. Rồi. Đây, mẹ suy kìa. Ai mà đến sợ em đi. Thôi uống với anh đi, uống với anh. Quá tuyệt vời nữa. Các bạn biết không, hôm nay tăng này là tăng các bạn biết không, tăng thứ ba rồi đấy. Tăng là tăng thứ ba này. Chú quá hả? Em qua mời anh Phong đi đi em. Qua mời anh Phong đi. Mời chủ nhà đi đi em. Mời chủ nhà đi đi. Qua đi, mời chủ nhà đi. Đó, tự nhiên chưa uống đã giải quyết vấn đề rồi. Đánh nó ghế nhà này. Đi đi. Rồi. Chấm muối tiêu cho bà. Lên dùng miếng gì nhé. Rồi em thì nó. Thôi các bạn nha, bây giờ mình tạm dừng tới đây nhá. Rồi nếu mà yêu thích video của mình thì cho mình một like và đăng ký kênh các bạn nha. Lên ra lấy cho anh.